Trên vai Thành là cái máy cắt cỏ của Honda UMK435T nha nè. Nó xài chung cái khối động cơ đó là GX35 của Honda luôn. Nó giống với con GX35 mà hôm trước Thành có review. Nhưng mà giá con này lại mắc hơn con kia tới 1 triệu à, thì nó có khác biệt gì? Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Khi anh em mua cái máy này về thì nó được đựng hết trong một cái thùng như thế này ha. Để mở ra nè. Đó. Tương đối là gọn gàng. Đó, anh em có thể thấy nè. Đó, cái tay của nó ở đây. Đây là cái cần nguyên cái máy luôn. Lắp cái máy này nó cũng tương đối đơn giản ha anh em. Đầu tiên Thành sẽ lắp cái tay này vô trước nè. Tiếp theo Thành sẽ lắp cái mắng bảo vệ vô ha anh em. Sau đó Thành sẽ lắp cái lưỡi nha. Rồi, ok. Ngon lành. Bước cuối cùng Thành gài cái cọng dây này vô. Cái đai để đeo của máy này thì nó cũng khá là xịn ha anh em. Đây là đai để đeo hai vai. Đeo hai vai thì nó sẽ đỡ đau, đỡ mỏi hơn là so với một vai ha. So với cái bộ GX35 thông thường á, thì bộ này xài một cái lưỡi xịn hơn nha anh em. Cái lưỡi rất là ngon lành. Cũng như là một cái máng bảo vệ này cũng xịn hơn nè. Cái cần của con này cũng là made in Thái Lan luôn. Trong khi cái con kia thì là China hoặc là Việt Nam nha anh em. Cần này là rõ ràng là nó xịn hơn luôn á. Nhìn chất lượng build là anh em có thể thấy rồi. Trên cái tay điều khiển của máy này thì nó sẽ có một cái công tắc để mà tắt bật ha. On off. Rồi chúng ta sẽ có một cái cò để mà ga. À, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Khối động cơ của máy này thì nó sẽ có chữ là Honda GX35 nha anh em. Và nó sản xuất tại Thái Lan luôn. Đây là động cơ 4 thì, cho nên là chúng ta sẽ đổ xăng riêng và nhớt riêng. Cái khoang bên đây thì chúng ta đổ xăng nè. Xăng riêng nha. Còn nhớt thì chúng ta sẽ đổ vô đây. Nhớt này là nhớt bôi trơn. Nhớt giống như nhớt xe máy vậy đó. Có cây thăm nhớt ở đây luôn. Rồi cái cần giật thì nó ở đây. Mở e, đóng e thì ở đây. Còn bên trong này thì nó sẽ là cái núm để mà bơm xăng nha. Máy này riêng cái phần động cơ thì được sản xuất tại Thái Lan. Cần thì có thể là ở Việt Nam hoặc là Trung Quốc nha anh em. Đây là máy 4 thì 1 xi lanh làm mát bằng gió. Dung tích xi lanh là 35.8cc. Đường kính xi lanh là 39mm. Công suất tối đa là khoảng 1.6 ngựa. Tốc độ 7.000 vòng trên phút. Dung tích bình xăng và nhớt lần lượt là 0.65 và 0.1 lít nha. Vì xài động cơ 4 thì cho nên là máy chạy êm. Tiếng nổ phát ra thì nhỏ hơn so với máy 2 thì. Tuy nhiên độ bốc thì không bằng nha anh em. Nhưng mà vẫn cắt cỏ rất là mượt mà thoải mái. Động cơ của Honda thì nổi tiếng là bền bỉ, dễ nổ và ít hư vặt nha anh em. Có thể nói về sức mạnh thì con này với cái con GX35 hôm trước Thành review á, nó tương đương nhau, nó không có khác nhau nhiều khi mà anh em sử dụng. Tuy nhiên con này thì cái cần của nó xịn hơn, cũng như là chúng ta có một cái dây đeo xịn hơn. Đó có thể là cái lý do mà cái bộ này nó mắc hơn cái bộ kia tới 1 triệu ha anh em. Nếu là anh em thì anh em sẽ lấy bộ nào? Anh em comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn anh em đã xem tới đây và anh em đừng quên cho một like, bởi vì thuật toán của YouTube thì nó ưu tiên cho những video nào nhiều like sẽ đến được với nhiều người hơn. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Người Tiêu Dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm muốn mua bất kỳ máy móc nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website Người Tiêu Dùng.vn hay là gọi vào hotline này nè. Anh em cũng có thể nhắn tin Zalo hoặc là Messenger Facebook cho nhân viên của bên Thành để được tư vấn cụ thể nhé. Mức giá mà hồi nãy Thành có báo là giá tại thời điểm Thành làm video. Còn trong tương lai, giá nó có thể thay đổi theo thị giá. Giá nguyên vật liệu hay là giá nhân công các thứ anh em. Nó cũng lên xuống y như là giá xăng hay là giá rau, giá cá vậy đó. Nên mai mốt lỡ mà nhân viên bên Thành báo giá khác thì anh em cũng hiểu ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.